Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Thưa quý vị, ở video trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị hai dòng sản phẩm mới nhất và cao cấp bậc nhất của Hồng Ký, đó chính là máy hàng HK Mid 251 và HK Mid 253. Hai sản phẩm này về cấu tạo và chức năng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác ở một điểm duy nhất, đó chính là máy hàng HK Mid 251 sử dụng nguồn điện một pha 220V, còn với HK Mid 253 sử dụng nguồn điện 3 pha 380V. Nhằm giúp quý vị có thể sử dụng một cách dễ dàng và an toàn, ngay bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết về cách lắp đặt và vận hành máy hàng HK Mid 253, và thao tác này cũng tương tự với HK Mid 251. Trước khi vào nội dung chính thì Phạm Tuân sẽ giới thiệu lại một lần nữa về máy hàng điện tử HK Mid 253. HK Mid 253 thuộc dòng HK, thuộc phân khúc trung cao do Hồng Ký nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Máy sử dụng nguồn điện 3 pha 380V, có công suất đầu vào là 7,2 kV A, sử dụng dây hàng từ 0,8 đến 1,2 mm. HK Mid 253 điều chỉnh dòng điện ra từ 100 đến 250 A. Đây là sản phẩm đa dụng vì có thể hàn trên các kim loại như sắt, thép, inox, thích hợp để sử dụng trong xưởng sản xuất, gia công cơ khí hoặc các công trình xây dựng. Trên đây là toàn bộ dụng cụ, phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt máy HK Mid 253, gồm một bộ súng hàng Mid, một bộ dây kèm mask, một đồng hồ khí CO2, một ống dẫn cấp khí, một cuộn dây hàng, một bình khí CO2. Ngoài ra còn có kềm mũi nhọn, mỏ lết, vít ba ke, vít dẹp, búa. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, quý vị cần trang bị thêm mặt nạ hàn, găng tay, quần áo, yếm da chống cháy và giày bảo hộ. Cảnh báo, để đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và máy, chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên đấu nối nguồn điện hoặc bật công tắc nguồn sang on khi chưa lắp đặt xong. Để vận hành, trước tiên chúng ta lấy cuộn dây lắp vào máy. Ở đây chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp giữ ống cố định cuộn dây. Sau đó đưa cuộn dây vào ống giữ cuộn dây. Cố định và siết chặt cuộn dây. Tiếp theo, chúng ta mở nắp chắn bộ phận cắp dây. Ở đây, chúng ta gạt thanh chỉnh sức ép sang trái. Thanh chứa con lăng ép dây sẽ được bật lên. Sau đó, xoay nắp giữ con lăng ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp. Ở đây, chúng tôi cung cấp cho quý vị hai con lăng. Một con lăng có hai rãnh là 0.8 và 1 mm. Con lăng còn lại có hai rãnh là 1 mm và 1.2 mm. Lưu ý, khi chúng ta lắp cần lựa chọn kích thước của rãnh phù hợp với đường kính của dây hàng. Ví dụ, đường kính dây hàng là 0.8 mm thì rãnh trên con lăng được chọn là 0.8 mm. Tương tự như vậy, với đường kính dây hàng là 1 mm và 1.2 mm. Lắp con lăng dẫn dây vào trục motor. Sau đó, xoay nắp giữ con lăng theo chiều kim đồng hồ để siết chặt. Tiếp theo, chúng ta luồn dây hàng từ cuộn dây qua ống dẫn dây. Tiếp tục giữ dây qua rãnh con lăng và xuyên vào ống dẫn dây để vào súng hàng. Sau đó, gạt thanh chỉnh sức ép sang phải. Ở đây, chúng ta xoay thanh chỉnh sức ép để tăng hoặc giảm sức ép lên thanh chứa con lăng dẫn dây. Xoay cùng chiều đồng hồ để tăng, ngược chiều để giảm sức ép lên dây. Trên thanh chỉnh sức ép có các vạch chia. Giá trị vạch càng lớn, sức ép con lăng lên dây càng lớn. Và ngược lại, sức ép con lăng lên dây nên để ở mức vừa phải, không nên quá lỏng hoặc quá khít. Nếu quá lỏng, dây hàng sẽ dễ bị trượt trên con lăng khiến dây ra không đều, hoặc quá khít sẽ dễ khiến dây bị kẹt và khiến con lăng dẫn dây nhanh bị mòn, đồng thời làm giảm sức chịu đựng của motor. Tiếp theo, ta lắp súng hàng Mid vào chốt kết nối súng hàng Mid trên máy. Đối với phương pháp hàng Mid, súng hàng sẽ kết nối với cực dương của nguồn đầu ra. Kẹp mask sẽ kết nối với cực âm nguồn đầu ra. Để đảm bảo an toàn, chúng ta đeo bao tay vào trước khi cho kẹp mask tiếp xúc với vật hàng.
Ở phần này chúng ta cần lưu ý cố định bình khí nén sao cho không để bình ngã làm van khí hỏng, không để bình gần khu vực hàn. Chúng ta chuẩn bị các dụng cụ băng keo non, vít, mỏ lết. Trước tiên ta kết nối đồng hồ đo khí CO2 vào bình khí. Sử dụng cờ lê hoặc mỏ lết để siết chặt răng của đồng hồ khí. Lưu ý để thước đo của lưu lượng khí luôn đứng. Tiếp theo, lắp cố định một đầu ống dẫn khí vào chốt kết nối khí ở mặt sau của máy. Đầu còn lại lắp và cố định vào vòi dẫn khí từ đồng hồ CO2. Dùng cao su non vít siết chặt cổ dê để tránh tình trạng thoát khí. Tiếp theo, lắp dây nguồn của đồng hồ khí vào ổ nguồn 36V ở mặt sau của máy. Nếu đang sử dụng đồng hồ CO2 dành cho nguồn 220V, không được cắm vào nguồn 36V trên máy, mà phải cắm vào nguồn 220V theo đúng với yêu cầu của nhà sản xuất, nếu không sẽ gây hư hỏng đồng hồ. Nối dây nguồn máy vào CB từ 63A đến 80A vào nguồn điện 220V AC, một pha đối với HK-MID-251. Nối dây nguồn máy vào CB từ 63A đến 80A vào nguồn điện 380V AC, 3 pha đối với HK-MID-253. Bật công tắc nguồn xăng on thì máy sẽ bắt đầu hoạt động. Bây giờ ấn giữ nút ra dây nhanh trên mặt trước máy cho dây chạy ra đến đầu súng hàn. Sau đó ta lắp bét tiếp điện cùng với chụp khí vào súng hàn và siết chặt. Đảm bảo kích thước bét tiếp điện phù hợp với kích thước dây hàn. Nếu lỗ trên bét tiếp điện lớn hơn kích thước dây hàn được sử dụng, có thể làm dây hàn tiếp xúc không hoàn toàn với thành trong của bét tiếp điện, gây ra tình trạng hồ quang không ổn định, hoặc kích thước dây lớn hơn kích thước lỗ trên bét tiếp điện sẽ gây ra tắc nghẽn dây hàn. Như quý vị đã thấy, máy hàn HK-MID-253 hàn rất êm, ít vấn đề xảy ra trong quá trình hàn, cho ra mối hàn đều và đẹp, độ ngấu sâu. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu đến cho quý vị dòng sản phẩm mới nhất và cao cấp bậc nhất của Hồng Ký, đó chính là máy hàn HK-MID-253. Và nếu như quý vị quan tâm đến dòng sản phẩm này, vui lòng để lại tên cũng như là số điện thoại ở dưới phần comment. Chúng tôi sẽ gọi điện và giải đáp tận tình cho quý vị. Và nếu như thấy video clip này thú vị, hãy cho chúng tôi một like và một subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.